Rồi, yo anh em ơi, con này là của Wooding nha nè. 1040. Tình trạng nha. Này thiếu một nút này anh em thấy không? Nút là nó gắn cái đàn rồi này nè, lúc đàn gắn qua này. Mà mình ưu tiên lúc nguồn nha. Đài gãy. Mất cái chập rồi đây. Anten. Mất nắp pin dưới đít. Ok chưa? Cassette không hát nha. Bây giờ mình test đài nha. Mất anten cho nên cái máy này vô làm anten luôn này nè, lên nè. Giờ tắt đèn cho nó khỏi soi nha. Mới làm phiền ông kỹ sư. Xin ông cứ hỏi. Xin ông kỹ sư cho biết tại sao ông đang rất làm tướng mà mặc dù lại đổi ra tiểu đoàn. Tôi muốn trực tiếp hoạt động ngoài mặt trận. Bát trép à? Đó là do ông tình nguyện hay bị ép buộc? Bát. Tôi tình nguyện. Thưa ông kỹ sư, tại sao ông lại không tập kết? Tôi muốn ở lại miền Nam. Ông tình nguyện hay tập kết? Dò nha, bởi vì hôm nay là 106, 108. Dò từ đầu đai qua đầu kia bao nhiêu đai nha. Nửa năm một khi em ra đi, anh chờ là bao. Thuốc thì không hút mấy, nhưng một khi đã hút là nát cả bao. Rõ nha. Có tiền nó bỏ cả rồi. Quay hướng cho rõ anh em. Không, có tiền này. Nhưng đỡ vô rõ rồi không? Anh ruột của Ngô Đình Diệm. Đấy, rõ cho một bên anh em nghe đấy. Và Ngô Đình Nhu, cố vấn chính quyền Sài Gòn, tuy đã đặt một chân vào gia đình họ Ngô, nhưng Nguyễn Thành Luân vẫn liên tục bị rình rập, theo dõi. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh Đoàn Tuấn, phó tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, tiếp tục. Thì cũng ca khúc của năm tại giải thưởng BMI London năm 2020 đó chính là Dancing with a Stranger kết hợp cùng với cả Normani. Về mặt âm nhạc thì ca khúc lần này chính là một bản song ca disco R&B và Stranger không còn quá trữ tình như một dân đúng đủ sạch sống được coi là nhiệm vụ then chốt quyết định sự thành công của dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân và dự án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Về vấn đề này, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đèn là nó soi nhà này rồi. Tắt đèn đó quay kỹ này nè con. Mấy con này nó to, mới kỹ chút xíu nha. 30. Ướm ướm thôi nhà nè. 40. Gần 50 anh em mà tính luôn cái tay chắc cỡ được 50. Tay nào từ tay này qua tới tay này chắc cỡ 50. Này găng tay này. Hơn 40 bốn mấy anh em. Cao chắc cỡ 30. Cơ cho. Cái xe này không chạy nha. Vừa tự nhiên thay dây nha anh em. Không có thời gian anh em à. Đó, thấy chưa? Các chức năng nói chung là ra vô là test hồ cơ hết rồi đấy. Có tuning này, cái kim này này. Đó, một con đây nha.